sao mình nghe một cái rỗng cái nó đâm vô lưới, nghe cái rỗng cái là lỡ liền. Đây là cách mình luồn một cái sợi dây vào trong mặt lưới để mà mình thắt chống gió nè nha anh em. Cái này là cái ý của mình. Giờ mình đừng có vội cắt cái dây luồn này ra. Đừng vội cắt cái dây luồn này ra. Mà mình dùng một cái đoạn băng keo. Đây mình có chuẩn bị sẵn đoạn băng keo. Mình quấn chặt cái này vào đây. Quấn keo chặt vào nha. Cái này phải từ từ làm mình. Với lại cái này thì anh em không có cần, không có cắt cái dây luồn nó ra thì mình đâu có sợ ruột. Rồi anh em bẻ cái đầu này xuống, đầu còn lại nè, anh em bẻ ngược xéo xuống lại. Rồi anh em dùng con keo quấn chồng lên luôn, vậy là không có thể nào mà mình gịch nó ruột được. Rồi mình quấn về phía đằng cái đầu mình cần rút nè, cho nó vót nhỏ lại. Càng vót nhỏ nào thì nó dễ xuyên qua cái mặt lưới. Đó. Như cái kim vậy đó. Đó. Vậy nè. Đó. Rồi rồi mình mới rút. Mình nắm đầu này mình rút. Rút là nó chạy lên thôi à. Không sợ, nó không có ruột đâu. Anh em đừng có sợ, bị mình có cớp đầu lại rồi không có ruột đâu. Anh em đừng có vội cắt cái sợi dây luồn nó ra nha. Đó, anh em cũng đừng có vội cắt nữa. Mình chỉ cắt cái sợi dây của mình ra thôi. Còn cái vòng đó nó để đi. Cái đây tự nhiên nó đi. Không cần vội đâu, anh em làm từ từ. Muốn cắt ăn thì đây. Cây ghim. Cái ghim của mình để dùng thắt chống gió. Sáu thắt này nè anh em. Đây ha. Rồi, anh em buộc cái đầu nó vào đây đi cho nó chắc ăn. Đây cái sợi dây mình rút lên nè. Đây cái sợi dây cái ghim nè. Rồi. Hai sợi dây này mình rút lại. Cho nó chắc ăn, vậy là nó hết lọt rồi. Rút cái chặt vô. Rút cái chặt vô rồi đó. Xong rồi đó. Giờ này mình được quyền cắt rồi đó. Giờ mình được quyền cắt sợi dây này ra rồi. Đây là cái ý của mình nha. Rồi. Rồi xong rồi đó anh em. Chúc anh em thành công. Nó cũng dễ đóng lên nè. Thì tôi sẽ đóng cho anh em xem. Thắt chống gió hết 5 viên luôn á. Ví dụ như mình 3 túi thì 4 viên thì mình thắt 4 viên. Còn 4 túi 5 viên thì mình thắt 5 viên. Còn này mình có mấy tay 3 viên, 2 túi. Mình đã thắt được 2 đầu rồi. Nay mình đem lưới ra tăng cường thêm nữa anh em ơi. Giờ từ trong nhà mình dắt đồ mới ra tới đây. Giờ mình đang cắm cọc để mà mình giăng lưới lên. Mình giăng cặp theo cái bờ này nè. Bờ này hai bên thấy đẹp quá. Rồi giờ mình giăng cái bờ này đi.
quá gió anh em ơi. Mình có miếng thép này mình thay cái mít nó lại. Cứ gòn gòn như cọng dây thun. Này cho anh em xem nè, dễ run nó. Không dễ run nó sôi nè. Sôi lỗ nè. Nè. À, nó nhâm hết trơn luôn. Sôi lỗ nhâm hết trơn. Đó. Đó, nè. Nó sôm nè. Nó sôm theo bà cũng như là như đi xâm lương vậy đó. Đó nó sôm này nè. Lự luôn. Ồ bấy nhảy hết trơn coi nè. Quá xa cái mỏ nó nhỏ mà nó làm tại đại tại cái nó lủi nè. Lủi lủi xuống dưới đất ăn run. Mình bít cái mít lại đi. Cái mít nó có gió này mình không bít mít nó lại là ồ dữ lắm. Đây tới khâu trải lưới, giăng dây trải lưới. Đây mình đã chuẩn bị có dây rồi. Rồi bắt đầu mình sổ cái bao lưới mình ra. Lưới mình đã thắt chống gió rồi, xong hết rồi nè. Đó. Mình thắt chống gió rồi xong hết trơn, mình đã thâu lưới vào rồi nè. Đó, mình đã có đánh dấu số được bao nhiêu mét. Rồi, mình đánh dấu diện nào diện trên luôn. Đã xong rồi. Giờ vô đây chỉ mình cứ lòn qua. Chỉ lòn cái dây lớn qua nữa là trải lưới đó. Anh em. Đó, mình đóng xa thắt chống gió xong cái trơn gì nè. Đây, rồi mình thâu lại là cái gì nè. Đó. Đó, mình thâu lưới vô rồi vậy đó. Rồi. Đây, diện trên. Diện trên này mình sọt cái sợi dây này lên trên. Sọt ra, sọt vô. Sỏ vô nè. À, sỏ vô nè. Rồi, cũng vô đây. Vậy thôi. Một dây. Rồi tới cái diện kế tiếp. Đây là diện kế tiếp. Rồi mình lấy thêm một cuộn dây nữa. Đây thêm một cuộn dây nữa. Để chị đào cắt cho nó chắc ăn. Nó mau. Mất thời gian. Đó. Dây mình rút ra. Gịch cái. Rồi hai dây này diện tới tiếp ha. Cũng vậy luôn. Cũng xỏ qua. Đây. Xỏ qua luôn. Nằm dưới nữa. Dây giữa đó. Đó. Cục lại. Đừng có vòng lớn tí. Rồi tới cái dây cuối cùng. Rồi xong. Rồi mình xả dây. Xả tiền sợi nha. Nghe anh em. Dù mình xả dây trên trước đi. Ở đây thì mình xả dây trên trước. Bắt đầu mình tiến hành mình xả đây. Mình xỏ vô đó rồi. Mình để đi, lát nữa mình trải sau. Giờ mình dây chủ yếu là mình giăng dây trước.
thả dây ra. Rồi xong 3 giây anh em ơi. Bây giờ mình phân chia túi ra. Rồi vậy rồi bắt đầu mình tiến hành mình đánh lên cho nó trời, cho nó cao lên nặng cho đừng có máng tùng nặng mình chạy lưới. Vậy ha. Ok. Rồi vậy lên cao hết đi rồi mình chạy lưới nè. Đây là sợi dây bìa lưới nè. Dây bìa lưới của mình đây. Đây nha. Dây bìa lưới. Rồi mình buộc đỡ tạm thời, mình buộc tạm thời vào vào trong cái gút này đi. Mình trải lưới ra đừng cho nó đùa theo. Dây nào cũng vậy ha. Cái nào cũng vậy trơn. Thì tới cái này cũng vậy. Cái trên cũng vậy. Rồi. Rồi xong mình trải ra lưới ra xong, bây giờ mình đi sửa cái túi lại. Sửa cũng được, mình không sửa cũng được, tại vì nó một hồi gió đùa cũng nó cũng trở về vị trí cũ chứ, nằm bên nào cũng được. Túi này nó lật qua hai bên được bình thường, lật qua lật lại. Cái này 7 phân thì mình đóng 14 mặt cho 6 tấc. 7 phân mình đóng 14 mặt cho 6 tấc anh em. 1 mặt, 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt, 5 mặt, 6 mặt, 7 mặt, 8 mặt, 9 mặt, 10 mặt, 11, 12. 12 rồi. 13. Tại chạy mặt 13, đây 14. Đây, 14 mặt nha, nó chạy hết mặt đây này. Đây này, đây này, đúng rồi đây nè. 13, 14. Rồi đó, 14 mặt cho 6 tấc là lưới nó ra vuông như vậy luôn. Nó ra mặt lưới rất là đầy đặn luôn. Từ trên xuống dưới. Đó. Túi thì sâu á, túi cỡ khoảng 4 tấc, hơn 4 tấc. Túi là kìa. Chẳng cái rống. Nghe cái rỗng là không biết con gì. Con gì đây? À, con trích anh em ơi. Trích. Con trích máy. Wow. Máy vừa mới đổ lông luôn.
chút máy nha anh em. Rồi, tạm ngưng để đèn sáng hoài nó bể. Tin anh em ơi. Không gì. Chào buổi sáng tất cả anh em nha. Chào cả nhà. Chào buổi sáng tất cả anh em đam mê bẫy chim đêm. Đây. Con trích anh em ơi. Hiệu quả thiệt chứ. Công nhận luôn. Đây con trích. Sao mình nghe một cái rỗng một cái nó đâm vô lưới, nghe cái rỗng cái là lỡ liền. ATV ẩm thực vùng quê xin thân chào cả nhà, chào toàn thể anh em bảy chim đêm. Chúng ta lại gặp nhau một buổi bình minh rất là đẹp anh em ơi. Rồi trời cũng đã sáng rồi anh em ơi. Bây giờ mình chuẩn bị để mà thu đồ nghề với cuốn lưới vô đây. Rồi cho anh em xem thành quả của đêm nay mình thu hoạch được nha anh em. Bình minh rất là đẹp anh em ơi. Ở đây kia có bầy cò. Nó đang xuống hố nó đang. Nay sương mù trở lại rồi. Rồi, công việc dọn dẹp đồ nghề với lại mình cuốn lưới cũng đã vừa xong. Bây giờ mình lại đây ăn cho cả nhà xem thành quả của mình thu hoạch được cái ngày hôm nay nha anh em. Đây cho cả nhà xem thành quả của mình đêm nay. Gồm những gì ha. Anh em. Đây. Cũng có bao mỏng quá chắc anh em nhìn thấy hết trơn. Hỏi cần phải đem ngoài phe. Đây anh em. Đi, ấy dạ, không đi. Dài anh em. Đây, một con gà trống. Anh em. Đó. Con gà trống. Quay mặt nhìn khán giả coi. Rồi. Một em gà. Đây.
Em gà rồi. Kế tiếp nó là một em trích. Trích. Đây con trích nữa nghe anh em. Rồi, kế tiếp nữa là một con. Con trích luôn em ơi. Trích này trích đầu tay nè. Trích đầu tay nè. Đó. Trích này trích kế. À ông trích cuối chứ, trích cuối. Còn cũng núm là ngay giữa. Rồi, cảm ơn em Thắng luôn. Đó, hai con trích, một con gà. Với lại một con cò lép nữa, quên một nhân vật nữa. Đây. Đó. Đụng tới là A, đụng tới là ó liền. Đây, con cò hương. Rồi video đến đây cũng xin phép được tạm ngưng. Và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Và chúc sức khỏe anh em bảy chim đêm. Chúc sức khỏe toàn thể cả nhà mình. Rồi. Chúc tất cả mọi người xem gặp nhiều may mắn.